Mục Thành tới rồi sao? Tôi không phải là người hả? Anh tới làm gì? Cậu ấy cứ muốn đi theo cho bằng được. Tôi hết cách rồi. Tôi chỉ muốn tới xem có việc gì để giúp hay không. Hay là cho cậu ấy làm trợ lý của trợ lý đi. Trợ lý của trợ lý sao? Được đó. Biết uống đồ không? Chuyện này có gì là khó. Vậy làm đi. Anh ủi cho đàng hoàng được không? Mục Thanh, lấy giải tới đây. Sếp Mục, sao cậu lại tới đây? Chú mất kính cho Thiệu Nam tới chăm lo cho sinh hoạt của tôi, sẵn tiện dọn dẹp vệ sinh. Cậu làm việc tiếp đi. Sếp Lý, xem ra anh bị mắt kính để ý rồi. Có lẽ do chú mắt kính không yên tâm về tôi. Vậy thì anh nghĩ anh có thể khiến cho ông ta yên tâm không? Chắc là có thể đó. Nè, còn việc gì khác để làm không? Ủa đồ thật sự rất nữ tính. Nữ tính lắm. Nữ tính sao? Được rồi, có một việc rất hợp với anh. Nhìn thấy số giải này không? Giúp tôi chuyển hết lên lầu 3. Sau đó từ lầu 3 chuyển xuống lầu 2. Rồi từ lầu 2 chuyển lên lầu 3. Cuối cùng thì chuyển lại chỗ cũ. Chuyện này đúng là rất nam tính. Nhưng mà chuyển đi. Được rồi. Lô cuộn lớn đó, lấy cuộn nam tính nhất đó. Chị chủ, chị mau qua đây đi. Sao vậy? Chị mau nhìn đi. Gì vậy? Tấm chảy mắt như vậy. Lê Nhược Sơn, việc tốt mà anh làm đi nè. Xin lỗi nó đi. Xin lỗi nha, đều tại tôi không tốt. Hôm nay phạt anh lau hết toàn bộ cửa sổ. Cô trông chừng. Không lau xong không cho phép anh ấy rời đi. Nhìn cái gì chứ, cô nghe thấy không? Nghe thấy là tốt. Tiểu Thanh Thanh, chúng ta đi. Đi đâu đây? Rời khỏi nơi này. Anh... Nè, ý của hai người là sao? Là đi hay sao? Lau sạch cửa sổ cho tôi đi. Tôi không muốn nói lần thứ hai đâu. Giúp tôi an ủi nó nha. Lát nữa tôi sẽ về ngay. Nhanh lên đi. Lê Nhược Sơn này đúng là phiền phức. Không phải cậu ấy luôn vậy sao? Sao trùng hợp vậy? Anh tới làm gì nữa? Mua sắm? Hai người làm gì? Tôi làm gì liên quan gì tới anh? Chúng tôi hẹn hò phải cho anh biết sao. Đừng có làm kỳ đà nữa, đi đi. Anh ấy là đối tác của tôi. Cô kéo anh ấy sang làm trợ lý cho cô. Chuyện này đã thương lượng với tôi chưa? Khoan đã. Vừa nãy là ai nói làm trợ lý của trợ lý tôi? Anh đứng ở đây đi. Làm bầm cái gì vậy? Nào, tôi hỏi anh. Tiểu Thanh Thanh, anh nói đi. Lên tiếng đi. Này Nhật Sơn, cậu nên về trước thì hơn. Đi. Tạm biệt nha. Tôi là... Anh Lồng Lan Dạ Sói. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Mục Thanh, đi thôi, đi. Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện cho hai người nghe. Cô gái mà tôi từng theo đuổi, không có một cô gái nào thoát. Sơn lại tới. Tôi biết là buổi tối,
Cô chắc chắn sẽ ở đây một mình. Tôi không muốn có người làm phiền chúng ta, cho nên cố tình chọn lúc này đó tới tìm cô. Mấy nghe lén. Sao bây giờ anh mới tới? Hôm nay tôi mệt lắm. Hay là anh đi tắm với tôi đi. Tắm cái gì chứ, nói chuyện trước đã. Nói chuyện xong rồi tắm. Chuyện này không được quá vội vàng đâu, phải từ từ. Vậy thì chúng ta tắm chung đi có được không? Tắm chung? Cậu còn không được nữa đó. Đại ca, cậu cố gắng ở trong phòng tắm không? Phòng tắm quá ẩm, tôi sợ mấy nghe lén của chúng ta sẽ bị vô nước, cho nên không gắn. Tôi thấy đầu của cậu mới vô nước đó. Biết rõ là có vấn đề, tại sao không chuẩn bị trước? Tôi xin lỗi anh mắt kính, lần sau tôi sẽ không dám nữa đâu. Biến đi. Không cần sợ nữa đâu. Trên người tôi sao có thể có mang nghe lén. Chính thức giới thiệu với anh, tôi là Dân Tước, điều tra viên của Sở Cảnh sát tỉnh. Đồng chí Mục Thanh. Chào anh. Cô là người của Sở Cảnh sát tỉnh, nhìn không giống sao? Cô ẩn náu cũng kỹ thuật đó. Tôi biết thật ra lúc trước anh đã đoán ra tôi chính là Dân Tước, chỉ là không có cơ hội thích hợp để chúng ta có thể chứng thực thân phận. Tôi xin lỗi. Sở Cảnh sát tỉnh cũng lợi hại thiệt đó, không ngờ có thể khiến con gái của ông Âu làm cảnh sát chìm. Tôi và ông Âu không có quan hệ máu mủ gì hết. Tôi không hiểu ý của cô. Tôi chỉ là con nuôi thôi, ông ta không có người thân nào cả. Năm đó bố mẹ tôi vì vận chuyển ma túy cho ông ta ở Đông Nam Á đã bị cảnh sát bắn chết. Từ đó về sau, ông ta xem tôi là con gái ruột. Lúc đó tôi chỉ có vài tháng tuổi, không biết gì hết. Cho tới khi mẹ nuôi tôi mất thì tôi mới biết sự thật. Ông ta có hay chuyện cô đã biết được sự thật chưa? Không biết. Bao gồm cả người bên cạnh ông ta cũng đều cho rằng tôi là con gái ruột. Điều quan trọng nhất là chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau. Ông ta không hề hiểu tôi, cho nên bây giờ tôi mới có thể triển khai công tác tiếp theo tốt hơn. Tin rằng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Có một chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Mật khẩu bơm cứu Triệu Nam, rốt cuộc cô phá giải như thế nào? Đại Khôn là một người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tôi chắc chắn ông ta sẽ dùng mật khẩu cho mọi thứ, cho nên tôi đã đặt cược. Sao cô lại biết mật khẩu của Đại Khôn? Nhà kho lúc trước mà ông ta cho tôi dùng chính là dùng mật khẩu đó. Không phải ông ta cũng từng quẹt thẻ mua đồ ở chỗ của tôi sao? Lúc đó tôi đã chú ý tới mật khẩu như nhau cả, cho nên tôi đã nghĩ chắc chắn không nhầm được đâu. Cách cô nói mật khẩu cho tôi biết cũng rất là kỳ lạ đó. Bởi vì tôi tin chắc anh sẽ giải được. Cũng may mà nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Nhiệm vụ trước mắt mà tôi nhận được chính là phối hợp với anh hoàn thành nhiệm vụ của anh. Tiếp theo anh muốn làm gì? Nhiệm vụ quan trọng bây giờ của chúng ta là trừ khử Thiết Quan Âm. Bây giờ chị ta đang lôi kéo cô, đồng thời cũng đang chống đối tôi, dễ gây ảnh hưởng tới việc của chúng ta. Cụ thể phải làm thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đợi khi tôi nghĩ ra tôi sẽ lập tức nói với cô. Được. Vậy tôi đợi tin của anh. Đợi đã. Lúc tôi giải quyết chuyện của Đại Khôn,
có quen một cậu nhóc tên là Tiểu Quy. Bản tính cậu ta không xấu, nếu cứ tiếp tục sống như vậy có chút đáng tiếc. Có cách nào đó giải quyết nhẹ nhàng giúp tôi hay không? Chuyện này thì thân hình cậu ta như thế nào? Khả Hân, Khả Hân, anh cũng ở đây sao? Tôi có mua đồ ăn khuya, gọi Khả Hân cùng ăn đi. Khả Hân, áo khoác của anh để quên đây. Nào, mặc vào đi. Cảm ơn nha, để tôi tự làm. Tới rồi sao? Thơm thiệt đó, đúng lúc đang đói. Lên lầu ăn đi, nhanh lên. Cảm thấy thế nào? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức xác lập quan hệ. Cô không hối hận sao? Cho dù biết trước bố của tôi sẽ nổi giận, cuộc sống của tôi vẫn phải do tôi làm chủ. Sao vậy? Cười một cái đi. Anh không vui phải không? Cười lên đi mà. Đang là buổi tối có gì đáng cười đâu. Ở bên tôi là vui nhất. Là cười thôi không phải sao? Làm gì có lắm lý do vậy? Cười đi, nhanh lên. Thì cười rồi đó, muốn gì nữa. Đúng là cười công nghiệp, giả trân luôn đó. Chỗ này cũng khó tìm thiệt đó. Nè, còn đứng chờ ra đó làm gì? Qua đây, nhanh lên. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Bởi vì tôi vẫn chưa hiểu. Cô nói coi, cô là con gái của ông Âu, tại sao lại làm cảnh sát chìm? Chuyện này thật sự, đây là điều bí mật tối cao đó. Đừng có mà làm trái nguyên tắc. Hơn nữa, mặc dù tôi là con gái của bố tôi, tại sao tôi lại không thể làm cảnh sát? Bây giờ hai chúng ta là người chung một chiến tuyến. Còn nữa nha, tôi suy nghĩ rồi, chúng ta nên chứng thực quan hệ bạn trai bạn gái của chúng ta. Như vậy sau này quan hệ mật thiết với nhau cũng không bị người khác nghi ngờ. Nhưng bố của cô vừa mới cảnh cáo tôi, nói tôi không được quá thân thiết với cô. Nếu tôi không làm theo lời của ông ta nói, anh yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Nhiệm vụ bây giờ của tôi là toàn lực phối hợp với anh, đồng thời bảo vệ anh. Vậy thì cô sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Quy giúp tôi trước đi. Tại sao anh lại muốn giúp cậu ta? Lát nữa gặp rồi cô sẽ biết. Cái thằng nhóc này cũng xem như là người tốt bụng. Mặc dù làm những chuyện không nên làm, nhưng nếu dạy dỗ đàng hoàng thì vẫn còn hy vọng. Tôi hiểu rồi, dẫn dắt về con đường đúng đắn. Đi thôi. Một nơi lụp xụp như vậy sao anh tìm ra được? Nơi này đúng là hơi nát, nhưng mà bây giờ Tiểu Quy vẫn còn là một nghi phạm đang bỏ trốn. Người của Đại Khôn cũng đang tìm cậu ta. Có một nơi để trú là may lắm rồi. Tiểu Quy,
Anh Mục. Anh Mục, nào vào đi. Nè, cậu là Tiểu Quy sao? Nhìn xem, làm gì vậy? Được đó nha. Thằng nhóc này không tệ đó. Được đúng không? Cô là ai vậy? Sao gọi tôi là thằng nhóc? Tiểu Quy, đây là con gái của ông Âu. Cô Âu. Cô Âu. Tôi xin lỗi. Vậy chị ấy là bạn gái của anh sao? Tiểu Quy, cậu hỏi đường đột như vậy. Thật ra chỉ là đương nhiên là bạn gái rồi. Bạn gái. Chào cậu. Được rồi, làm việc chính đi. Mau đi. Tiểu Quy, nào, tôi dẫn cậu đi thay đổi. Thay đổi cái gì chứ? Tuyệt chiêu khiến cậu ngạc nhiên. Đi. Ôi trời ơi, hai người làm gì vậy? Cảm ơn bi của cậu trước nha. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn làm người mẫu không? Tôi sao? Đừng giỡn nữa. Chị biết đó, có bao nhiêu người đang đuổi giết tôi. Cậu chưa từng nghe câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Cậu trốn ở mọi ngóc ngách trên thế giới cũng không ai ngờ được là cậu dám quang minh chính đại trình diễn thời trang. Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng mà tôi nghĩ cả đời này tôi chỉ cũng được như vậy thôi. Không phải là người khác giết tôi thì là tôi giết người khác. Nè Tiểu Quy, quần áo dơ thì có thể giặt, giày dơ cũng vậy có thể giặt mà. Lòng người dơ rồi rất khó quay đầu đó. Bây giờ cậu vẫn còn trẻ, lại tốt bụng như vậy, chẳng qua là bị anh đại khôn đó xem như là một tay sai. Bây giờ bắt đầu lại vẫn còn kịp. Không phải còn chúng tôi sao? Vẫn còn chúng tôi ở đây. Được rồi, còn tôi nữa. Xong xuôi, chuyện của Tiểu Quy coi như giải quyết xong. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Thời hạn anh hẹn với bố tôi không phải sắp tới rồi sao? Anh cho đồng hành và Thiết Quan Âm toàn bộ địa bàn của Đại Khôn. Anh xây dựng mạng lưới buôn bán lại như thế nào đây? Nghe ngóng được tin tức hàng đầu nhanh thiệt đó. Tôi đang hỏi anh đó. Đây là bí mật tối cao, không được làm trái nguyên tắc đâu. Vậy được rồi, anh học cũng rất nhanh. Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ? Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Phía của ông Âu, tôi sẽ có lời giải thích. Được, đi thôi. Tôi mệt rồi, anh lái đi. Tới bây giờ còn coi tôi là lái xe sao? Không phải bây giờ anh là bạn trai của tôi hay sao? Không phải chứ. Xanh này, xanh này, xanh này, xanh này. Màu xanh này, xanh này, màu xanh này. Chỉ là trùng hợp thôi. Là tình yêu đích thực. Đây gọi là ăn ý. Đi thôi. Nhiều người như thế, anh làm gì vậy? Hẹn hò mà. Diễn thì diễn cho giống một chút. Đi thôi. Cười một cái đi. Có ai hẹn hò mà làm bầu không khí nặng nề nhanh đâu. Để tôi nghĩ xem. Chúng ta có thể đi dạo phía trước. Bác ơi, vẽ một bức bao nhiêu tiền ạ? 100 tệ.
qua đây đi. Anh qua đây đi. Không thèm quan tâm anh. Gọi anh qua đây đó. Làm gì thế? Qua đây. Nhanh nào, anh xem. Đợi chút để bác ấy vẽ cho một bức. Dư biết mấy. Bác ơi, cháu muốn vẽ một bức. Cháu thích kiểu gì? Cháu muốn vẽ kiểu mắt cực kỳ to, mũi cũng rất cao, kiểu cực dễ thương đấy ạ. Được thôi. Nhìn đây này. Vậy không giống sao? Mắt to như thế, mũi to như thế, bác dễ được lắm mà. Sao vậy? Có tâm sự à? Không sao. Tâm trạng không tốt à? Không có chuyện tâm trạng không tốt. Tôi biết rồi. Chắc chắn là bị cái bọn theo đuôi ấy làm tâm trạng không tốt, đúng không? Không sao, chúng ta đừng quan tâm họ. Chúng ta chơi của chúng ta thôi. Cười cái đi mà. Cảm ơn ạ. Khách sáo rồi, đi. Đi nào. Gấp thú bông. Không đơn giản vậy. Chúng ta phải thi đấu. Xem ai có thể sử dụng số đồng xu như nhau, đổi được nhiều thú bông nhất sẽ thắng. Cô biết chơi chứ? Đương nhiên là biết. Còn nữa, tôi chưa nói xong. Người thua phải chịu phạt. Chịu phạt. Được thôi. Hay là thế này, nếu tôi thắng rồi, cô phải hứa với tôi một yêu cầu vô điều kiện. Anh có thể có ý tưởng mới nào không? Vậy nếu như tôi thắng, anh phải nợ tôi 3 yêu cầu đó. Không thể nào. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Tôi chỉ nợ cô một yêu cầu. Được thôi. Xin lỗi nha, không nhìn thấy. Xin lỗi nha, không nhìn thấy. Lại nào. Tôi bắt đầu thể hiện đây. Bây giờ cô nhận thua vẫn còn kịp đó. Vẫn chưa đấu xong mà. Chưa đến phút cuối thì ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Vậy cô cố lên nhé. Đỉnh chứ.
Sao nào? Cô nói rồi đó, có chơi có chịu, thua thì thua thôi, sợ gì chứ. Vậy bây giờ anh chỉ nợ tôi một yêu cầu nữa thôi. Chỉ còn một điều nữa thôi à? Mọi người đứng xem vất vả như vậy, vậy cho mọi người mấy cái này vậy. Đừng giành nữa, cho tôi một cái đi. Đừng giành, đừng giành. Cô chủ, lần đầu tiên chị đây hẹn hò mà các cậu cũng dám làm phiền à? Nói, ai cử các cậu đến? Bố, hai thằng nhóc chết tiệt này theo dõi con. Nếu không phải con phát hiện sớm thì không biết họ ăn hiếp con thế nào rồi. Ông Âu, quen quá. Chúng tôi được người khác nhờ ở bên cạnh bảo vệ sự an toàn của cô Âu, sao có thể tổn thương cô ấy chứ? Được người khác nhờ. Được thôi, cậu nói xem, ai nhờ? Nhờ cái gì? Chuyện này... Nhìn chú mắt kính làm gì chứ? Cậu nói đi. Là tôi sắp xếp đó. Khả Hân, tôi xin lỗi khi không được cháu đồng ý. Tôi làm vậy cũng chỉ muốn bảo đảm sự an toàn của cháu thôi. Cháu cũng biết vấn đề an toàn của cháu là điều ông Âu lo nhất mà. Cho nên một khi cháu ra ngoài thì tôi phải hết sức cẩn thận. Bố à, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chú mắt kính của con nó cũng có lý mà. Tuy gây một chút rắc rối cho con, nhưng cũng xuất phát từ lòng tốt mà. Khả Hân, như thế này nhé. Nếu cháu không thích, tôi lập tức bảo hai người họ biến mất mãi mãi. Bảo họ cút ngay đi. Mắt kính à, sau này chuyện này phải được Khả Hân đồng ý trước. Đúng vậy, đúng vậy. Đều là lỗi của tôi, không có lần sau đâu. Đi ra đi. Bố có chuyện muốn hỏi con. Con và thằng nhóc một thanh đó phát triển đến mức nào rồi? Con thấy hình như bắt đầu từ bây giờ anh ấy đã hơi thích con rồi. Ý con là sao? Bố không hiểu. Hôm qua đó, ngay tối qua, anh ấy đã chính thức đồng ý là bạn trai con rồi. Hôm nay là lần đầu tiên bọn con hẹn hò đó. Biểu cảm của bố là sao vậy? Chị Quan Âm đã nói rồi, một thanh và con, trai chưa vợ, gái chưa chồng, nên có thể thử quen nhau. Giả lại, con quan sát anh ấy lâu vậy rồi, con thực sự cảm thấy anh ấy là một người vừa thông minh vừa tử tế. Con cũng được anh ấy khuyến khích mở tiệm quần áo đó. Bố quên rồi à? Sao hai người đều phản ứng như vậy thế? Con vui thì chẳng phải bố cũng nên vui cho con, chúc phúc cho con sao? Bố không thể hiểu nổi rốt cuộc một thành có gì tốt chứ. Vậy con cũng không thể hiểu nổi anh ấy không tốt chỗ nào chứ. Cho dù ngoài những lý do con vừa nói ra thì hai người cũng quá rõ về năng lực của anh ấy mà. Giả lại, con quen anh ấy cũng có thể giảm nhẹ gánh nặng của bố mà. Bố có gánh nặng gì chứ? Cho dù bố có gánh nặng cũng không cần bất kỳ ai san sẻ giúp bố. Bố không phải như vậy mà. Bố đừng như vậy nữa. Con không muốn bố mệt mỏi như vậy nữa mà. Với lại, bạn trai có thể đổi, nhưng bố chỉ có một thôi. Bố yên tâm đi, con sẽ không chỉ lo anh ấy mà không lo cho bố đâu. Con muốn yêu đương với anh ấy. Bố đừng như vậy mà, bố đừng ngăn cản. Được được được, bố không nói mấy thứ này với con nữa. Bố chỉ nói một câu thôi, chuyện lớn cả đời con phải được bố kiểm tra lại. Điều kiện của con như vậy, người tốt nào mà tìm không thấy. Con không thể chỉ biết chơi giống một đứa con nít được. Bố có cần phải bảo thủ vậy không? Sao bố lo lắng tới mức nghi ngờ mọi thứ vậy? Chẳng lẽ chúng ta không thể bỏ qua cái nhìn thế tục, chỉ nói về tình yêu sao? Tình yêu? Con hiểu tình yêu là gì à? Tình yêu là một khi bị bắn trúng, giống như tia lửa vậy, khiến con người ta sinh ra cảm giác qua mắt chóng mặt. Đẹp quá đi mất, đẹp quá đi mất. Chịu không nổi nữa, chịu không nổi nữa. Không được rồi, con tìm thấy cảm giác này trên người một thanh à? Con không biết nói bố biết đó. Bố đoán đi. Chú ý nhịp điệu. Được rồi, đi đi, đi đi. Biểu cảm. Được rồi, dừng lại. Xác định vị trí đi. Đi đi. Quay về. Đi vững vào, đừng lắc lư. Chỉnh lại nhịp điệu đi. Sao lại hẹn ở đây vậy? Rất ít người có cơ hội khai thác tài năng của mình, và rất may mắn nữa. Cơ hội này là anh cho, nên tôi mong anh đích thân đến xem.
Nhìn kìa, sắp đến tuần lễ thời trang rồi mà. Tôi mời Tiểu Huy đến làm người mẫu cho tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy cần một thân phận và giấy tờ mới, và đảm bảo rằng cậu ấy cắt đứt mọi quan hệ với những người trước đó. Chuyện này để tôi nghĩ cách. Anh có cảm thấy cậu ấy như biến thành người khác không? Đúng là vậy thật. Tốt lắm, tiếp tục thôi, đi đi. Có nhiệm vụ mới không? Cũng không xem như là nhiệm vụ mới, chỉ nhắc nhở chúng ta mấy ngày này cẩn thận hơn thôi. Tôi biết rồi. Đúng rồi, tuần lễ thời trang sắp bắt đầu rồi. Hôm đó đến làm bạn nam đi cùng với tôi đi. Được thôi. Nào, dược ải trót lọt. Tuy trước mắt đã vượt qua rồi, nhưng sau này thì khó nói lắm. Chuyện sau này để sau này hãy tính. Nhưng lần này mày có cô giúp đỡ, chuyện nhỏ thôi. Qua đây, qua đây. Là cái này, chuyển đi hết đi. Đi thôi. Nguy hiểm thật. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Không cẩn thận cũng không sao, có tôi mà. Cảm giác của đồng chí tốt thật. Cảm ơn. Trong cục báo tin đến là tôi đã điều tra được dòng tiền, toàn bộ điều chuyển hết tài khoản của Thiết Quan Âm. Đây là cái bẫy Thiết Quan Âm lập ra. Xem ra phải xử lý Thiết Quan Âm này rồi. Chị Linda, mệt chết đi được, vất vả rồi. Nào, giới thiệu với các cô, đây là bạn mới của tôi, cậu chủ Lê. Bạn mới sao? Hai người này là người mẫu tôi mới ký. Chào các cô, anh đẹp trai, lát nữa đi chơi cùng bọn tôi đi. Đi đi, đi cùng nhau nha. Được, theo tới cùng luôn. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Đi thôi. Đi nào. Hôm nay thành công tốt đẹp ha. Phải đó. Cô xem những thứ này đi. Chúng ta đúng vài ly nha. Được rồi, uống thì uống. Đi đâu vậy? Tới nơi rồi anh sẽ biết. Còn giữ bí mật sao? Thắt dây an toàn vào đi. Chú à, đuổi theo cái xe đằng trước.
Mọi người đi hết rồi sao? Cũng không ở đây, lạ thiệt đó. Lúc nãy tôi ra chào cảm ơn cũng không thấy anh ấy. Người đâu rồi? Có lẽ là đi cua gái rồi. Thật vậy sao? Cô nói thật thì là thật thôi. Bây giờ phải làm sao đi? Chúng ta tự về sao? Về thôi. Về thì về. Cô quay đầu xe chờ sẵn tôi đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Chú ý an toàn. Khoan đã, phóng to màn hình lên. Không sao chứ, sắp chết ngạt rồi. Có sao không? Làm gì vậy? Lên xe đi. Nhìn cái gì nữa? Lên xe đi. Tôi lái cho. Chiếc xe này không còn an toàn nữa rồi. Tôi sẽ dừng ở phía trước thôi. Cô định đi đâu? Họ sắp đuổi kịp rồi đó. Tôi không muốn làm liên lụy mọi người. Khó khăn lắm chúng tôi mới cứu được cô ra. Cô lại muốn tự chui đầu vào lưới. Cô định đi đâu? Bây giờ cảnh sát đang truy lùng chúng ta khắp thành phố. Chờ tới lúc an toàn rồi hãy đi được không? Cùng chúng tôi đi đi. Mau lên. Phải rồi, tình huống lúc nãy gấp quá, tôi quên mất không giới thiệu cho mọi người. Người lái xe là anh em tốt của tôi, tên là Mục Thanh. Người ngồi cạnh đây là cô Linda, người quản lý người mẫu nổi tiếng. Còn người này thì tôi phải long trọng giới thiệu, một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, tôi là Âu Khả Hân. Lúc nãy tôi và Mục Thanh đã bàn với nhau, bây giờ đưa hai người tới phòng làm việc của tôi trước. Trước mắt, chắc chắn chỗ đó là nơi an toàn nhất. Cảm ơn cô chủ Âu. Bây giờ cô tên Linda sao? Sao cô lại ở đây?
Hai người biết nhau từ trước rồi sao? Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi. Quen lâu lắm rồi sao? Chỗ này của tôi chỉ có một phòng ngủ, cho nên tối nay đành phiền hai người ở đây. Không sao, cùng lắm là chịu mấy đêm, chờ sóng yên biển lặng sẽ đi. Linda, ngồi xuống một chút. Người anh hôi như vậy, xử lý áo khoác trước đi. Trong thùng rác đó không có rác, không có hôi đâu. Đi đi. Được rồi, vậy tôi đi tắm đây được chưa? Phòng đó là cho Linda. Anh tắm phòng chung bên ngoài đi. Nước lạnh sao? Không lẽ anh để Linda tới phòng đó? Có đi hay không? Được rồi. Cô có cần thay quần áo để tôi giặt cho cô không? Cảm ơn. Không cần đâu. Cứ coi nơi này là nhà của mình, không cần khách khí. Tôi đi lấy đồ ngủ cho cô. Bây giờ anh có thể nói, rốt cuộc anh và Linda quen nhau như thế nào? Tôi cũng tò mò lắm. Nói cho tôi nghe đi, hai người quen nhau ra sao? Lúc tôi quen cô ta không phải tên Linda, mà tên Lưu Thanh Thanh. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống thêm đi. Phải đó, uống thêm đi nữa đi. Uống nữa đi, uống nữa đi. Tôi không uống đâu, không uống. Mau đi, ngại cái gì. Uống hay lắm, nào uống tiếp đi. Nào nào, uống một chai luôn đi. Tôi không uống đâu, từ chối cái gì chứ. Uống một ngụm đi, bỏ ra. Chị uống bia không đã sao? Vậy thì mang hàng vào đây. Nào nào nào. Cái này hay đó, ăn vào đi. Ăn vào thì sẽ không say. Ăn thêm đi, tôi không ăn đâu. Ăn thêm đi, ăn một viên nữa thôi. Đúng là ngọt lắm đó. Nào nào, tôi không ăn đâu. Ăn đi mà, một viên thôi, như là kẹo vậy. Ăn một viên thôi. Ăn đi, ăn đi. Buông tôi ra, tôi không ăn. Ăn đi mà, làm gì vậy? Ngoan lắm, ăn đi. Nhanh lên. Nhìn gì mà nhìn, cút đi. Cút đi, nhanh lên. Bỏ tôi ra. Muốn chạy sao? Ăn đi, nhanh lên. Ăn đi, nghe lời nhanh lên. Ăn đi, chỉ một viên thôi. Chạy rồi. Nào cô em, lại đây, lại đây. Lại đây, ngoan ngoãn nào. Nghe lời đi. Lại đi. Nào. Đúng là một câu chuyện tình yêu đẹp thê lương. Câu chuyện tình yêu đẹp thê lương cái gì? Ít nhất cũng rất cảm động đó. Là chuyện tốt, tôi không có ý gì khác. Anh xem trước đây tôi vẫn luôn nghi ngờ trong lòng anh có một người đúng không? Bây giờ người ta tự xuất hiện còn gì? Cậu đang nói lung tung gì vậy? Anh đừng có biện hộ với tôi. Tôi còn có một vấn đề muốn hỏi đây. Tại sao chỉ cần là cô gái tôi để ý thì đều có quan hệ bạn bè thân thích với anh? Lê Nhật Sơn, quan hệ bạn bè thân thích cái gì? Anh có ngủ không? Không ngủ thì anh ra ngoài đi. Có. Ngủ ngay đây. Có chuyện gì sao? Tôi không sao. Có cần tôi giúp không? Tôi không cần đâu. Được rồi, mau đi ngủ thôi.
Cuối cùng anh cũng về rồi. Sao cô lại ra bên ngoài? Đợi anh đó. Trong nhà có người không tiện nói chuyện đâu. Hôm nay Linda vốn đã định đi, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giữ cô ấy lại đó. Còn cái này nữa, tôi phát hiện trong nhà vệ sinh Linda đã dùng đó. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cục trưởng lương. Tôi thấy cảm giác của Linda thì hình như anh và cô ấy không đơn giản như những lời của anh nói. Đúng vậy, chuyện của chúng tôi thật sự phức tạp lắm. Sao lại nói chuyện như vậy? Tôi đùa với anh mà. Thì tôi cũng đang đùa với cô mà. Alo, Tiểu Thanh Thanh, anh đâu rồi? Anh không biết tôi đang chờ giải hay sao? Cô lề mề gì vậy? Dịch giải sao? Nè cô chủ, tôi đang trên đường tới đó. Cô đợi tôi một chút đi, sắp tới rồi. Tôi nói cho anh biết, trong vòng 10 phút anh còn chưa tới thì anh khỏi tới nữa đi. Nghe rõ chưa? Cô bớt giận đi, sắp tới thiệt rồi mà. Trễ 20 phút cho một sao. Sao có thể 20 phút được chứ? Bây giờ tôi dắt vào cho cô luôn. Nè chị à, tôi phụ nha. Đừng cho một sao mà, 5 sao đi. Mau lên, nó nhiều quá. Còn cười hì hì được nữa? Cười cái gì mà cười? Làm gì vậy? Lề mề cái gì đó? Mau lên, đang chờ giải để dùng gấp đó. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Sắp rồi, sắp rồi. Làm việc đáng tin cậy hơn được không? Chị chủ à, hình như anh ấy mua quà cho chị đó. Sao có thể 20 phút được chứ? Cùng lắm là 10 phút thôi. Nè, canh chừng nha. Người đang chịu cảnh cô đơn cũng có quyền được hưởng thụ tình yêu. Đồ ngốc. Xong rồi, tôi về đi. Cứ vậy mà đi sao? Còn chưa dọn hết đồ mà. Dọn hết rồi. Không phải cô chỉ cần ba cuộn giấy thôi sao? Tôi đem hết vào trong rồi. Tôi hiểu rồi. Anh đi hẹn hò đi. Đi. Hẹn hò cái gì? Ngày nào tôi cũng ở bên Lê Nhật Sơn. Đừng giải thích nữa, để người ta chờ anh đó. Mau đi đi. Nổi nóng cái gì chứ, đúng là khó hiểu. Có lòng tốt dọn đồ giúp cô mà cô còn giận. Thôi thì chúc anh luôn vui nha. Hẹn hò vui vẻ. Tôi lúc nào cũng vui hết. Lái xe cẩn thận, đừng nóng vội. Đi từ từ thôi. Cảm ơn nhiều nha. Mục Thanh, sao cô lại tới đây? Tôi tới tặng quà. Sao tôi lại không biết anh lại lãng mạn như vậy ta? Anh tặng thứ này thật sao? Sao có thể chứ? Mấy thứ này sao do tôi tặng được? Hình như Linda đâu có nói như vậy đâu.
Không phải tôi tặng thiệt đó. Đâu có. Tôi cảm thấy rất giống anh tặng. Bởi vì tôi ngửi thấy mùi nước hoa ở ngay hành lang nhà tôi. Là loại nước hoa anh hay xịt đó. Nếu là Lê Nhược Sơn, chắc chắn anh ta sẽ tự đưa đến. Anh ta mặc dày như vậy, đúng không Khả Hân? Linda, chuyện này không thể đùa lung tung. Lê Nhược Sơn muốn tặng cô mấy món này. Cậu ấy kêu đàn em gửi tới. Vừa khéo tên đàn em đó cũng dùng nước hoa này. Mục Thanh, nhìn vào mắt của tôi đi. Nếu như anh dám lừa dối thì tôi sẽ chọc mù mắt của anh đó. Cô không thể đổ quan cho tôi. Không tin thì cô gọi điện cho Lê Nhược Sơn đi, hỏi xem rốt cuộc là ai. Bỏ đi bỏ đi, xem như là Lê Nhược Sơn tặng tôi. Có người anh ta lòng dạ gian xảo, tôi cũng không muốn gặp anh ta. Tôi đến nhờ ở chỗ mọi người nha. Anh ấy khác với cô. Khác sao? Vậy thì cô nói thử coi, anh ấy là người như thế nào? Là một người tốt. Người tốt nên luôn bị người khác dòm ngó. Có đúng không Linda? Cũng may Mục Thanh của chúng ta là người thành thật và vô cùng ngoan ngoãn. Cho dù anh ấy ăn gan hùm mật gấu thì anh ấy cũng không dám làm gì đâu. Có đúng hay không? Phải đó. Cô nói rất là đúng. Mục Thanh, tối mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn. Xem như là để cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi. Làm hết cả hồn ăn cơm thôi mà. Đã nói là tối mai chúng ta còn có một bữa tiệc mà quên rồi sao? Em còn phải sửa áo sơ mi cho anh đó. Có phải dạo này mập lên không? Để đo thử nha. Đo bằng tay là chuẩn nhất. Hình như có hơi mập ra đó. Mập thì mập, em đừng có nói ra. Tại vì em biết dạo này em cho anh ăn ngon. Vậy thì sẽ không cho anh ăn nhiều thứ có nhiệt lượng cao nữa. Tôi xin phép về trước. Cô không cầm theo đồ sao? Tặng anh đó. Cảm ơn. Đi thông thả, không tiễn nha. Dạo này anh lãng mạn thiệt đó. Mập thiệt rồi nè. Được lắm, được lắm nha. Anh giỏi lắm. Người ta đi rồi mà đừng có diễn. Tối nay ăn gì đây? Anh đó, ăn táo đi. Giận thật sao? Diễn xong rồi mà. Cho anh ăn một miếng đi. Không cho. Cho anh ăn một miếng thôi. Không cho. Em mua nhiều như vậy sao không cho anh ăn chứ? Anh mập như vậy rồi còn ăn sao? Anh mập sao? Phải. Sao anh mập được chứ? Anh không mập thì ai mập? Heo. Vinh Ngọc, dạo này ngày nào anh cũng tập gym hết. Ăn lòng trắng trứng ngắn tới tận ốc rồi. Cuộc sống cần một ít gia vị đó. Em cho anh ăn đi. Không cho. Không được, không được. Ăn cái này đi. Nhiệt lượng rất thấp. Anh ăn cái này. Trước khi anh giảm cân thành công thì chỉ được ăn cái này thôi. Chỉ ăn cái này thôi sao? Phải đó. Còn cái này thì để em nhận lấy cho. Ngon quá. Nhưng mà tất nhiên ăn trái cây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể ăn hoài được đúng không? Vinh Ngọc. Vinh Ngọc. Chân tay đi chân tay đi phong, thay quay wong chi lâu.